nhận là nhân đôi. Cuộc đời đầy cám dỗ vẫn luôn vì nghĩ tình, còn biệt mãi dài không chỉ bên người. Một là vì chữ tín, hai là vì chữ tình. Sống sao người ta không gọi là kẻ kẻ phê. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.